Vâng, thì vị khách hàng này hơi vẽn lẽn tí các bác nha. Hơi xấu hổ tí. Vâng, đội ngũ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Và hiện tại là 2 giờ chiều của ngày 25 tháng 11 năm 2021. Và em rất hân hạnh được đón cô Yến Anh ở xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn và ra để ký duyệt bộ ghế ăn. Và thì trên này ảnh quý vị nhìn thấy là cô Anh nhá, mặc áo xanh nhá. Và đang ra để duyệt bộ ghế ăn của phòng bếp nhà mình đây. Và thì bộ ghế này gồm có 8 ghế quý vị nhá. Và chất liệu là gỗ đậu gõ nhập khẩu và rất là đẹp. Vâng, thì tôi xin chào cô Anh nhá. Thì hôm nay cô ra để ký duyệt bộ ghế ăn này thì cô đã cảm thấy hài lòng theo như ý mình đặt chưa nhỉ? Cháu hài lòng rồi ạ. Có tiền rồi, xong rồi đặt. Chứ ở bộ cô thì vị khách hàng này hơi vẽn lẽn tí các bác nha. Hơi xấu hổ tí. Vâng thì thôi không sao. Vâng thì rất chân thành cảm ơn cô Anh và đã tin tưởng và đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để sắm đồ. Vâng thì cô rất hài lòng, cũng như ý tưởng cô rất hài lòng là bộ ghế này, cũng như lúc cô đặt kích thước và mẫu mã và cô rất ưng ý. Vâng thì nhân tiện thì quý vị cùng tham khảo luôn bộ ghế này xem có hợp với phòng của nhà mình không, thì nếu có nhu cầu thì sẽ liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và em giới thiệu qua quý vị là bộ ghế này nó gồm 8 ghế, còn có kích thước bàn là dài 1m8 và rộng là 80 phân. Đây. Rất là đẹp. Đấy. Đây, các bác nào có nhu cầu thì sẽ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám với em nhé. Có số điện thoại là 0987510806 đấy. Cơ sở em là nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên và rất là đẹp. Và thì em rất cảm ơn các bác nào đã bớt chút thời gian xem hết video của đồ gỗ Tùng Tám này nhá. Và em xin dừng máy ở đây.